Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 15 tháng 2, tức tối 30 Tết Nguyên đán của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít giờ nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm Mậu Tuất 2018. Thay mặt những người làm chương trình, xin trân trọng kính chúc quý vị và các bạn vui Tết đón xuân và bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy thăm động viên và chúc Tết các đơn vị trực Tết. Đã sẵn sàng cho công tác bắn pháo hoa xuân Mậu Tuất tại 7 địa phương. Tổng hợp thị trường các mặt hàng chiều 30 Tết. Mâm ngũ quả nét đẹp truyền thống ngày Tết ở mỗi gia đình. Tết muộn của những công nhân dọn vệ sinh môi trường. Tết yêu thương ở trung tâm hy vọng Tiên Cầu. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, cả dân tộc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, chỉ còn ít giờ nữa là bước sang năm mới. Chiều tối nay, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tâm Thần Kinh. Tại Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã tặng quà của tỉnh cho cán bộ chiến sĩ đang trực nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh năm 2017, tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Để có được kết quả đó, có sự đóng góp lớn của lực lượng vũ trang, trong đó có Công an tỉnh Hưng Yên. Đồng chí mong rằng bước sang năm 2018, Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của ngành và những thành tựu đã đạt được để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, để góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong những ngày trước, trong và sau Tết, có phương án kế hoạch để nhân dân vui xuân đón Tết vui vẻ, an toàn, kịp thời, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Tại Bệnh viện Sản Nhi, đồng chí Đỗ Tiến sĩ mong rằng ngành y tế nói chung và Bệnh viện Sản Nhi nói riêng chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng điều trị, chữa bệnh. Các cán bộ y bác sĩ, người lao động của bệnh viện phát huy truyền thống của ngành tiếp tục chăm lo chia sẻ với bệnh nhân, làm tốt công tác khám chữa bệnh, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức người thầy thuốc, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y phải như từ mẫu, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật chuyên sâu, có học hàm học vị cao, điều dưỡng, kỹ thuật viên có tay nghề giỏi. Đặc biệt trong giờ phút này, cần quan tâm động viên với những bệnh nhân không có điều kiện về nhà đón Tết và điều trị tại bệnh viện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã xuống tận các giường bệnh, thăm hỏi động viên và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã thăm hỏi tình hình chuẩn bị đón Tết của cán bộ y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại đây. Đồng chí mong rằng cán bộ y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục cảm thông, chia sẻ và nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh và tận tình chăm sóc những người bệnh vốn bị thiệt thòi để họ sớm khỏe mạnh, trở lại gia đình, tham gia lao động sản xuất, góp ích cho xã hội. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà cho cán bộ bệnh viện và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Chiều 30 Tết, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm và chúc Tết các đơn vị Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Lao Bệnh phổi Hưng Yên và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên. Chúc Tết toàn thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên mong muốn sang năm mới, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn và y đức, phát huy tinh thần lương y như từ mẫu, cải cách hành chính, đổi mới phương pháp điều trị, tạo sự hài lòng cho cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tại đây, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã đến các khoa thăm hỏi động viên và tặng quà cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Tại Bệnh viện Lao Phổi Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên mong rằng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ bệnh nhân tốt nhất. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà và gửi lời chúc Tết đến tập thể cán bộ bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải đón năm mới tại bệnh viện. Cùng thăm và chúc Tết tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, còn có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo chia sẻ sự vất vả của hơn 400 công nhân, người lao động công ty. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới vui vẻ, hạnh phúc đến tập thể công ty, đồng thời yêu cầu lãnh đạo công ty cần phải mở rộng hoạt động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho công nhân. Tiếp tục quan tâm đến đời sống của người lao động, đặc biệt là những trường hợp khó khăn. Đồng chí cũng tặng quà và chúc Tết các chị em đang làm nhiệm vụ trong khi cả nước đang vui xuân đón Tết.
Cũng trong buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa và quà Tết động viên giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động tại các đơn vị gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Mỹ Hào, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Công ty Điện lực Hưng Yên triển khai tốt nhiệm vụ được giao nhân dịp sắp bước sang năm mới. Chúc Tết cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối nhiệm vụ bắn pháo hoa tại 7 điểm trên địa bàn tỉnh trong đêm nay. Đến chúc Tết huyện Mỹ Hào, đồng chí đã vui mừng phấn khởi bởi sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong huyện trong những năm qua trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị. Đồng chí cũng lưu ý là huyện trọng điểm của tỉnh trong phát triển công nghiệp và dịch vụ, huyện cần rà soát và làm tốt công tác quy hoạch trong thời gian tới. Tại Công ty Điện lực Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng mong muốn ngành điện Hưng Yên tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác kinh doanh điện để thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất trong năm 2018, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện theo quy hoạch phát triển công nghiệp dịch vụ của tỉnh nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng tỉnh ta thành tỉnh công nghiệp vào những năm tới. Lưu ý ngành điện cần chuẩn bị tốt vật tư, phương tiện xử lý sự cố điện nhanh nhất khi có tình huống, đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ cho nhân dân vui Tết đón xuân. Đến chúc Tết và chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã lưu ý bệnh viện cần làm tốt công tác đào tạo đội ngũ y bác sĩ đi đôi với chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng trở thành bệnh viện khu vực, tạo điều kiện cho công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân dân địa phương và công nhân tại các khu công nghiệp lân cận. Chỉ còn ít giờ nữa, tại 7 địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các lực lượng liên quan làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng cho bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Năm nay, tỉnh ta sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 7 điểm là thành phố Hưng Yên và các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Kim Động, Mỹ Hào, Văn Lâm, Phù Cử. Với pháo hoa tầm thấp bắn theo kịch bản tổng cộng gồm 870 dàn, gồm nhiều chủng loại pháo hoa đặc sắc như dàn đuôi hổ, dàn hoa cúc đơn, dàn phức hợp đơn, dàn liễu rủ, dàn cây cọ, dàn hoa hướng dương, hoa nhụy vòng, dàn mưa bạc đồng loạt, dàn mưa vàng đồng loạt. Để bảo đảm chu đáo cho công tác bắn pháo hoa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, tổ chức tập huấn luyện cho các lực lượng tham gia, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và an toàn, tăng cường lực lượng tham gia, bảo đảm an ninh trật tự, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Ngoài ra, các lực lượng có liên quan cũng đã thống nhất phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối về người, trang bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn pháo hoa, theo đúng kế hoạch, đúng thời gian và an toàn tuyệt đối. Chiều ngày 30 Tết, các mặt hàng thiết yếu tại các chợ ở thành phố Hưng Yên đang có xu hướng giảm. Tại một số các chợ lớn như chợ Phú Hiến, chợ Chiều, chợ Gạo, thành phố Hưng Yên, hầu hết giá thực phẩm đều giảm so với sáng ngày 30 Tết và những ngày trước đó. Các loại thịt lợn đều giảm 10.000 đồng một kg, như thịt lợn thăn là 60.000 đồng một kg, thịt ba chỉ 70.000 đồng một kg, thịt mông 50.000 đồng một kg. Các loại giò như giò lợn, giò xào cũng giảm 10.000 đồng một kg, hiện có giá từ 100 đến 120.000 đồng một kg tùy loại. Các loại rau giảm một nửa như rau cần chỉ còn 7.000 đồng một kg, su hào từ 2 đến 3.000 đồng một củ, súp lơ 5.000 đồng một chiếc. Các loại trái cây giảm, hiện cam đường canh có giá 45.000 đồng một kg, xoài còn 50.000 đồng một kg, na 70.000 đồng một kg. Tại chợ hoa thành phố Hưng Yên, giá cả các loại hoa giảm mạnh như cành đào đẹp hiện còn 200.000 đồng. Cây đào dao động từ 200 đến 1 triệu đồng, quất có giá từ 150 đến 1 triệu đồng, bưởi cảnh còn 600.000 đồng một gốc. Trong văn hóa truyền thống của người Việt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên luôn được đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, bàn thờ Tết luôn là nơi trang trọng nhất. Từ xưa, mâm ngũ quả là thứ không thể thiếu trên bàn thờ trong mỗi gia đình dịp Tết đến xuân về. Giống như nhiều gia đình khác tại thành phố Hưng Yên, sáng sớm ngày 28 Tết, bà Tạ Thị Nguyên, trú tại phường Hiến Nam, cùng con cái đi chợ mua sắm để bày biện mâm ngũ quả. Những trái cây được bà Nguyên lựa chọn thật kỹ lưỡng, đủ 5 loại quả tương ứng với 5 màu sắc của các hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tượng trưng cho mong ước được ngũ phúc là giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh và bình yên. Khi đi chợ thì tôi thường sắm mâm ngũ quả, ví dụ như là đu đủ xanh, trái dừa, trái vú sữa và không thể thiếu được những quả bưởi, nải chuối, điểm thêm những quả quất. Cầu mong cho một năm mới được đầy đủ, ấm no, hạnh phúc.
việc bày biện mâm ngũ quả rất quan trọng, vừa đảm bảo trang trí đẹp mắt, vừa mang đúng ý nghĩa, thể hiện rõ mong ước của gia chủ. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, mối liên kết không thể tách biệt. Cách bày mâm ngũ quả truyền thống của một gia đình miền Bắc nói chung là sẽ để nải chuối dưới cùng. Quả bưởi đặt giữa nải chuối, sau đó cải xen các loại quả khác. Ngày nay tùy thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình, số lượng quả bày biện được thay đổi linh hoạt và không giới hạn ở những loại quả nhất định. Cái mâm ngũ quả của 30 năm về trước ấy, là nó chỉ mang tính chất của vùng Hưng Yên, đặc thù của vùng Hưng Yên, cỏ. Đấy, thế nhưng mà đến bây giờ, do cái công nghệ thông tin tốt, giao thông tốt, cho nên là trên cái mâm ngũ quả là cũng là năm thứ, thế nhưng mà nó mang tính chất vùng miền rất là nhiều, đa dạng, nhiều loại hoa quả của vùng miền khác nhau. Thế cho nên cái mâm ngũ quả bây giờ đẹp hơn. Mỗi khi cả nhà sum họp đông đủ trong những ngày đón mùa xuân mới, ông Ngọc bà Nguyên thường truyền dạy, nhắc nhở để con cháu tiếp nối gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống của dân tộc, của gia đình không bị mai một, trong đó có việc sửa soạn mâm ngũ quả ngày Tết. Đó cũng là việc làm của nhiều gia đình hiện nay, bởi phú quý thọ khang linh là những điều quý giá, niềm mong mỏi của mỗi gia đình gửi gắm thông qua mâm ngũ quả ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, mỗi chúng ta dù có đi đâu hay làm gì đi chăng nữa thì những ngày cuối năm đều mong muốn được trở về bên gia đình. Còn gì ấm áp và hạnh phúc hơn khi trong thời khắc thiêng liêng ấy được ở bên những người thân yêu cùng ăn bữa cơm đoàn tụ. Hôm nay, không khí gia đình ông Đoàn Văn Cửu, thôn Phố Cốc, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động thật vui vẻ nhộn nhịp hơn so với mọi ngày, vì hôm nay là 30 Tết. Là ngày các con, các cháu của ông bà về quê quần và cả gia đình được ở bên nhau, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên ấm cúng, sum vầy. Gia đình ông bà có 8 người con, nhưng để công tác và sinh sống ở xa, nên thường ngày chỉ có 2 ông bà ở nhà. Đây là ngày mà ông bà mong mỏi nhất trong năm. Ngày cả gia đình được đoàn tụ để cùng nhau chia sẻ những khó khăn vất vả, những lo toan bộn bề của một năm vừa qua và những điều đã đạt được, những dự định cho năm mới. Cũng là cái truyền thống của quê hương, của gia đình thôi. Thì cứ đến Tết đến là tất cả các con cháu đi làm ăn, công tác ở đâu nhưng mà cũng về hội tụ với cha mẹ, với ông bà, gia đình để ăn cái bữa cơm tất niên. Thì đây là cái niềm vui nhất của chúng tôi và cũng là mong là duy trì được cái này mãi mãi lâu dài sau này. Bữa cơm tất niên là dịp để gia đình đoàn tụ, là sợi dây gắn kết tình thân và trên hết nó còn thể hiện được một nét đẹp về văn hóa truyền thống của người Việt. Mọi người trong gia đình cùng nhau làm việc, lau dọn ban thờ, trang trí nhà cửa và chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên, thể hiện sự thành kính, biết ơn của con cháu với ông bà tổ tiên, khơi gợi truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cái ngày ăn tất niên, về tất niên với gia đình là như vậy, là tất cả anh em con cháu chắc là gặp mặt đông đủ cả. Đây là một cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Anh em con cháu về nói chung là gia đình rất là vui vẻ, ấm đầm ấm tình cảm. Một năm có 365 ngày, nhưng chỉ riêng ngày 30 Tết, bữa cơm có không khí và ý nghĩa đặc biệt nhất. Trước hết, nó là bữa cơm cuối cùng của năm, vào thời khắc chuẩn bị sang năm mới. Tất cả những gì của năm cũ cần gói gọn để chào đón một năm mới với nhiều hy vọng tốt đẹp hơn. Bữa cơm như một liều thuốc tinh thần, kích thích và động viên mỗi chúng ta phải làm sao để sống tốt hơn, làm việc có ích hơn. Khi mà quỹ thời gian của mỗi người trong xã hội hiện đại ngày càng bị thu hẹp dần bởi áp lực của công việc, thì thời gian các thành viên trong gia đình dành cho nhau trong bữa cơm thân mật càng trở nên quý giá và ý nghĩa. Bữa cơm tất niên của người Việt là vậy đó, không sơn hào hải vị, không phải mâm cao cỗ đầy, tùy vào điều kiện của từng gia đình mà bày biện. Nhưng đây là bữa cơm của sự đoàn viên, là nơi thể hiện và cũng là nơi gửi gắm tình thân gia đình, khiến ai cũng nghĩ tới và muốn về. Được thành lập gần 20 năm nay, Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu huyện Kim Động đã trở thành mái ấm gia đình, nơi nuôi dưỡng chăm sóc các em nhỏ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tết đến xuân về, dưới sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của cộng đồng xã hội và của chính những người cha, người mẹ tại trung tâm, nên Tết này các em được trọn vẹn ấm áp và nhiều yêu thương.
Những món quà này không chỉ giúp đỡ các em đầy đủ về vật chất mà còn động viên tinh thần cho các em ở Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu, thể hiện sự yêu thương, quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng đối với các em khi Tết đến xuân về. Tết đến thì cũng được các cơ quan đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thì cũng chia sẻ đến là giúp đỡ, động viên các cháu vật chất và tinh thần. Thế thì các cháu thì có, mọi người đến cũng quan tâm đến các cháu, có cái Tết nó đầy đủ hơn. Đội Thanh niên Tình nguyện Khoa Công nghệ Thực phẩm Học viện Nông nghiệp đã có mặt từ sớm để giúp các em nhỏ nơi đây chuẩn bị Tết. Những chiếc bánh chưng xanh được làm từ đôi bàn tay của thanh niên tình nguyện cùng các em nhỏ của Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu. Cùng với cành đào và những bông hoa được các em chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ đã thể hiện sự gắn kết yêu thương giữa con người với con người. Bọn em cũng muốn là mang sức trẻ của mình đến với trung tâm để các em có một cái Tết ấm áp hơn và nói chung là được chia sẻ vào đó một cái Tết truyền thống bằng những hoạt động như là gói bánh chưng truyền thống và trang trí cây đào để mang không khí Tết về với các em ạ. Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu, nơi nuôi dưỡng 30 trẻ nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây rất cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội. Những manh quần tấm áo, những cành hoa đào hay đơn giản chỉ là những chiếc bánh chưng như thế này thì cũng góp phần giúp cho Tết của các em trọn vẹn, đầy đủ và ấm áp, yêu thương hơn. Không chỉ nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, của cộng đồng xã hội, mà ngay chính tại trung tâm, những người nuôi dưỡng các em cũng tạo cho các em một không gian ấm cúng. Sự quan tâm đó đã giúp các em nhỏ ở Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu như được tiếp thêm nguồn lực học và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Sự quan tâm giúp đỡ và động viên của mọi người, em luôn cảm thấy rất là hạnh phúc và vui vẻ. Nhận được sự yêu thương đặc biệt là của bác và các mẹ, em cảm thấy rất vui, không khí rất là ấm áp. Đây như là ngôi nhà thứ hai của em. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng bác và các mẹ đã quan tâm em. Thưa quý vị và các bạn, Tết là dịp để mọi người trong mỗi gia đình quây quần sum họp, nghỉ ngơi sau một năm làm việc nỗ lực cố gắng. Nhưng điều này lại không đúng với những người làm công việc quét dọn, thu gom rác trên các tuyến đường tại thành phố Hưng Yên. Tết với họ dường như đến muộn hơn so với mọi người. Thầm lặng và cần mẫn, dù nắng hay mưa, mùa đông giá rét, những người làm công tác quét dọn thu gom rác trên các tuyến đường tại thành phố Hưng Yên vẫn lặng lẽ với công việc của mình. Cũng như 120 nữ công nhân khác ở bộ phận quét thu gom rác của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên. Đã gần 20 năm làm công việc này, chị Ngọc chưa một lần được đón giao thừa tại nhà. Ngày của chúng tôi là không bao giờ được ăn Tết ở nhà cùng gia đình, thì là ăn xong Tết thì ý là ngày 30 đây bao giờ chúng tôi phải làm qua đến 1 giờ 1 rưỡi chúng tôi mới về, còn đâu đến 2 3 giờ chúng tôi phải đi làm rồi. Còn ngày Tết thì đặc thù công việc của chúng tôi thì là phải phục vụ xã hội, nên là ngày chúng tôi cũng rất vui vẻ và làm công việc của mình đã gắn bó vào đây hàng hơn chục năm nay rồi. Tôi làm việc là 18 năm thì đúng 18 năm là tôi đều đón giao thừa trên đường phố. Nên là tôi cũng là một người làm hết sức mình để mang lại cho đường phố mỗi ngày thêm một màu xanh sạch đẹp, để mang lại cuộc sống cho nhân dân ngày càng được xã hội phát triển phồn vinh. Đảm nhận việc quét thu gom rác ở 145 tuyến đường phố và đường ngõ phố trên địa bàn thành phố Hưng Yên với tổng chiều dài 85 km. Bình quân mỗi ngày, 120 chị làm một bộ phận quét thu gom rác tại công ty vận chuyển từ 70 đến 75 tấn rác. Ngày giáp Tết, khối lượng rác tăng từ 3 đến 4 lần. Công việc thầm lặng vất vả là vậy, nhưng chưa một lần các chị để rác tồn lứ qua ngày, dù đó là ngày đông giá rét, ngày nghỉ lễ, ngày Tết. Trong khi mà nhân dân vui xuân chuẩn bị đón Tết thì các chị luôn cẩn mẫn để thực hiện tốt các nhiệm vụ làm sạch đường phố và luôn luôn là những người đón Tết muộn và đón Tết trên đường phố. Công việc của các chị rất là nặng nhọc, độc hại nhưng mà cũng đã góp phần làm cho thành phố sạch hơn để phục vụ cho nhân dân vui xuân đón Tết.
nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: những đêm hè, đêm đông gió rét, tiếng chổi tre sớm tối đi về, giữ sạch lề đẹp lối em nghe. Khổ thơ đã cho chúng ta thấy công việc đặc thù vất vả của những chị lao công làm công việc quét rác trên đường phố. Điều này càng lý giải vì sao Tết với các chị thường đến muộn và kết thúc sớm hơn so với mọi người. Đã thành thói quen, dù đi đâu, ở đâu, nhưng vào những ngày Tết Nguyên đán, người nào cũng muốn trở về nhà sum họp gia đình, quây quần bên bàn thờ tổ tiên, quanh mâm cơm đón Tết. Tuy nhiên, do bệnh tật và gia cảnh, không ít người đã phải ở lại bệnh viện. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn kín các giường bệnh. Tại đây hầu hết là những bệnh nhân trung và lớn tuổi bị các bệnh nặng. Theo các bác sĩ, đến 29 hoặc 30 Tết, hầu hết bệnh nhân được người nhà xin cho về để ăn Tết cùng gia đình. Song cũng có một số bệnh nhân không thể về vì phải nhờ vào máy móc trợ giúp hay vì bệnh hiểm nghèo mà không thể di chuyển. Như trường hợp bệnh nhân Bùi Văn Dũng, sinh năm 1953 ở Ngọc Thanh, Kim Động, bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nằm viện hơn 2 tháng nay và xác định là Tết này phải ở trong viện. Người già bị bệnh, nhiều con cháu thay phiên nhau trông còn đỡ. Có trường hợp bệnh nhân đang trong tuổi lao động mà mắc bệnh hiểm nghèo thì thật sự xót xa. Như trường hợp của chị Đỗ Thị Giáng, 44 tuổi, ở đội 2 xóm Tràng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Chị bị viêm tủy cổ cắt ngang, liệt toàn thân, nằm tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã gần một năm nay. Hoàn cảnh nghèo, chồng con phải bớt cả việc gián đoạn học hành để lo cho chị. Chị nằm đây cũng đã lâu lâu rồi, thực sự gia đình rất là khó khăn. Bây giờ có một cháu trai và cháu gái thì đều chưa có gia đình. Nhưng mà cháu trai thì gia đình đã phải rút về để trông mẹ 10 tháng nay rồi. Nghĩa là không ai hỗ trợ nữa và chỉ duy nhất bây giờ cháu là 24/24. Ví dụ như cái giường 1 đây là bệnh đặc biệt. Mà bệnh này thì nó là một cái viêm thủy cổ. Viêm thủy cổ này nằm từ tháng 3 đến giờ là 11 tháng rồi. 11 tháng trong cái hoàn cảnh điều kiện gia đình thì ai cũng thế thôi. 11 tháng chưa kể 3 tháng trên bệnh mai, tức là thành hơn 15 rồi. Nên về kinh tế thì gần như là khó khăn. Của chúng tôi thì đa số là những bệnh nhân này thì muốn được một cái các cái mạnh thường quân nào đấy mà có điều kiện thì hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân cũng như bệnh viện. Thí dụ như giúp đỡ bệnh nhân thì cung cấp cho một số cái hỗ trợ cho người ta về cái điều kiện, nhất là cái ăn ở. Còn bệnh viện thì hỗ trợ những cái trang thiết bị kỹ thuật làm sao mà phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Ngoài sự cố gắng hết khả năng của các y bác sĩ, sự nỗ lực của chính bản thân người bệnh còn cần có cả sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm nếu có thể để những hoàn cảnh này cảm thấy ấm lòng hơn trong không khí Tết đến xuân về. Hôm nay ngày 15 tháng 2, tức ngày 30 Tết Nguyên đán, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đa khoa Phố Nối và Đa khoa Hưng Hà, số ca cấp cứu nhập viện giảm nhiều so với mọi năm. Tính đến 15 giờ ngày 30 Tết, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên không có ca nhập viện nào do tai nạn giao thông. Trong khi đó, ngày hôm qua 29 Tết có tới 10 ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Ngộ độc rượu và thức ăn cũng không có ca nào nhập viện. Có 224 bệnh nhân hiện đang nằm điều trị nội trú tại đây và phải ở lại điều trị đón Tết. Đội ngũ bác sĩ được phân công sắp xếp ứng trực và cả các tổ công tác cấp cứu ngoại viện luôn sẵn sàng 24/24 giờ. Đồng thời, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc men, sẵn sàng phục vụ bệnh nhân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc hay thiếu dịch. Đến 15 giờ, tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối có 110 bệnh nhân đến khám và điều trị. Đến thời điểm này, bệnh viện đã tiếp nhận 12 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 2 ca ngộ độc do uống nhiều rượu bia. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, tính đến 15 giờ chiều 30 Tết, có tới 114 ca đến khám và điều trị, 17 bệnh nhân ở lại điều trị đón Tết. Có 30 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, đặc biệt có 2 ca ngộ độc do uống nhiều rượu phải chuyển viện. Trong 4 ngày Tết từ 30 đến mùng 3 Tết, toàn bộ bệnh nhân ở lại viện sẽ được các bệnh viện lo ăn miễn phí. Sự sẻ chia dù nhỏ nhưng phần nào giúp họ vơi bớt thiệt thòi đón thời khắc năm mới cùng y bác sĩ trong không khí đầm ấm. Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2. Chào đón Xuân Mậu Tuất 2018. Tối ngày 29 Tết, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Khoái Châu đã tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng đón xuân.
Đêm văn nghệ diễn ra với gần 20 tiết mục hát múa với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân. Các tiết mục văn nghệ diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, mùa xuân, con người. Đây là hoạt động nhằm động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, cũng như tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới.